Dù dịch bệnh nhưng giá bất động sản liên tục tăng, đó có phải là một nghịch lý trên thị trường bất động sản hay không? Không những ở Việt Nam mà trên thế giới, giá bất động sản đều tăng, đó là hiện tượng rất đáng phải lưu tâm. Giá bất động sản tăng sở dĩ vì tâm lý của nhiều người coi đây là thị trường tương đối an toàn. Sau khủng hoảng qua đi, nền kinh tế phục hồi, thị trường bất động sản cũng là kênh được quan tâm vì các sản phẩm của lĩnh vực này trực tiếp liên quan đến con người, không như chứng khoán, vàng hay là ngoại tệ. Mặt khác, về lâu dài, giá bất động sản luôn tăng dù chu kỳ của nó lên hay xuống, nên người ta kỳ vọng. Đặc biệt, dẫu trong thời kỳ dịch bệnh, bất động sản là sản phẩm có ý nghĩa thiết thực nhất đối với đời sống của con người. Nhu cầu cần chỗ ở của con người luôn có. Thế nên ngay cả với phân khúc cao cấp, người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để mua với cái nhìn nền kinh tế sau đại dịch sẽ phục hồi và giá bất động sản sẽ tăng. Vậy phân khúc bất động sản nào đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư? Theo nghiên cứu của thị trường từ bấtđộngsản.com.vn, năm 2021, đất nền, đặc biệt là đất nền vùng ven và đất nền khu công nghiệp, được dự báo là phân khúc cửa sáng cho các nhà đầu tư. Bởi đây được đánh giá là phân khúc an toàn, có khả năng sinh lời tốt. Theo các chuyên gia bất động sản, sẽ có 3 phân khúc thị trường dẫn dắt thị trường trong năm 2021, bao gồm thứ nhất là thị trường nhà ở. Các dòng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu ở thực có giá trị thanh toán phù hợp xoay quanh mức giá trên dưới 2 tỷ đồng sẽ tăng lên cả nguồn cung cầu khi thị trường được cải thiện. Thứ hai là thị trường nhà phố. Các sản phẩm nhà phố có giá từ 5 cho đến 10 tỷ vẫn là dòng sản phẩm luôn được lựa chọn. Thứ ba là dòng sản phẩm đất nền vùng ven và đất nền khu công nghiệp có kết nối giao thông hạ tầng tốt, đặc biệt là của những nhà đầu tư, chủ đầu tư uy tín, tiếp tục là phân khúc được nhiều nhà đầu tư ưu ái trong năm 2021. Cũng tại các hội thảo, các chuyên gia khuyên nhà đầu tư có thể mua đất dự án, đất đã có sổ để chắc chắn, hoặc có thể để ý đến bất động sản ở quanh các khu công nghiệp, bởi khi có những khu công nghiệp hoạt động trở lại thì sẽ cần nhiều dịch vụ phụ trợ, hạn chế những bất động sản không đảm bảo về tính pháp lý hoặc tính thanh khoản thấp. Vâng, và đó là một số thông tin luôn muốn gửi đến tất cả các anh chị của nhà đầu tư để tham khảo. Nếu anh chị yêu quý Luân Trần thì đừng quên follow và đăng ký kênh của Luân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video sau của Luân.